Hôm nay mình sẽ lên cho anh em một con chuột được gọi là đối trọng của em Logitech G102, đó là em Corsair Kata Pro Ultralight, giá trị khoảng 430.000 đồng. Thì cùng mình đi xem thiết kế của em nó sở hữu những tính năng gì nhé. Ngoại hình của em nó sở hữu chiều dài 90mm và bề ngang là 60mm. Với những anh em có kích thước tay từ 20cm đổ lui, sử dụng em này cực kỳ là thoải mái. Sử dụng kết nối USB 3.0 được thiết kế cực kỳ là đẹp mắt. Đi vào phần thông số thì em này sở hữu cảm biến kích sắt đến từ nhà Corsair, vô cùng là xịn sò, DPI lên tới 12.400 DPI, thoải mái cho anh em chơi những tựa game MOBA hoặc là eSports. Và đây là tiếng switch của em nó. Anh em có thể nghe tiếng switch này 3 triệu lần. Ngoài ra còn có một dải đèn LED nhỏ ở cạnh con lăn, anh em có thể xin màu bằng phần mềm IQ đến từ nhà Corsair. Đặc biệt trọng lượng của em này chỉ có 69g, cực kỳ nhẹ. Và hiện tại bên mình đang có chương trình với sách hướng dẫn sử dụng tặng cho anh em chuột này chỉ với giá 430.000. Anh em có thể tham khảo nhé.